Hôm nay là 25 tháng 7 2023. Đây là bệnh nhân bị đau thần kinh sau zona. Đây có một lời khuyên chân tình cho bệnh nhân: khi mới bị thì nên châm cứu càng sớm càng tốt. Đấy, nếu để quá thường là tầm quá 3 tháng gần như là không còn cơ hội. Chúng ta trả chữa tốt nhất là dưới 1 tháng. 2 tháng bắt đầu là khó hơn, 2 tháng rưỡi là bắt đầu còn khó nữa. Nếu mà để đến 3 tháng là gần như sẽ bị suốt đời đấy. Đấy, nhớ chưa? Nhưng mà bị thì ban đầu nó bị như thế nào? Nó rộp phần nào lên? Đầu tiên là nó nóng hết cái da này. Cái xong một đồng là nó hết mà được có 3 ngày mà nó lên đầy tay này luôn. Rồi. Đấy. Rồi, cháu hiểu. Thế cô điều trị như thế nào rồi? Đi khắp nơi. À, khắp nơi rồi. Bất ba đường cổ viện ra liễu gì. Các kiểu đi ai đâu đi đấy. Từng 300 đứa sang con thần. Bây giờ là nó đau, vẫn đau lắm mà. Nó đau, nó giật ghê lắm hả? Nó có rát không? Không rát lắm, nhưng mà nó đẩy vào cái vải thì là nó cái gân chân không để được. À, để cái gì nó phải nhẵn đấy. Đấy, không để được. Nhà mình ở đâu đi? Cố cố gắng lên nhá. Thì trong trường hợp giữa tay này thì chúng ta sẽ dùng huyệt bát tà cho bệnh nhân. Bát tà chúng ta đánh hợp cốc với lại khúc chỉ, tà hỏ và làm lưu thông cho bệnh nhân. Cái này khả năng cao này nó đã gây tổn thương vào ba dây thần kinh trụ quay giữa bệnh nhân. Cái hiện tượng bỏng rát này nó được gọi là dị cảm. Dị cảm có nghĩa là cảm giác nó là biến dị, nó bất thường. Đấy thì nó cứ đau rát giật, nó khác so với người thường, khác so với bình thường. Điều trị cái này thì dùng châm cứu nó mới hết được. Chúng ta là trải qua khá nhiều phương pháp hiện đại rồi mà nó không hết được. Thế là đúng là một cái là chưa tốt. Là cố gắng nhá. Cái củ chịu khó tí nhá. Vâng, cố gắng học thôi. Các bạn có thể từ ăn trần đến chút là nếu trả khoảng là gan đau hơn. Và cái này nó do virus cho nên là chữa là khá là khó. Vâng.